Xin chào mọi người. Chào mọi người đã trở lại với kênh của Đậu Phộng. Qua video hồi nãy á, những con cá con nó đẹp vậy á, thì chắc chắn mọi người sẽ thắc mắc là con cá mẹ nó đẹp như thế nào. Thì ở đây mình tiếp sau video kia trước thì mình xin làm một video về con cá mẹ. Đây, con cá mẹ của hai cặp hồi nãy, đây là một trong hai con cá mẹ nha mấy bạn. Con kia cũng giống y chang này nên mình bắt một con lên show. Còn con trống ri bông bên đây á là mình bắt vô cho đẹp thôi, cho đủ cặp trống mái thôi, chứ con này nó khả năng sinh sản thành công nó là 1% nha các bạn. Còn cái con mái này nè, đó các bạn không, con này mình nuôi lâu rồi, hồi đó thì nó cũng dài dài cỡ con trống ri bông mà bây giờ nó mập lên rồi. Và một điều đặc biệt nó là mình chỉ nuôi ăn bằng cám Oreo 5.000 một hũ thôi. Nhưng mà các bạn nhìn đi, nó đã lên tay bơi rồi. Tay bơi của cá mái là đã lên rồi nè. Ra cái chỗ mà có ánh nắng đây nè. Đó, thì nó sẽ chói lên. Đây là một đặc điểm nhận dạng của full gold đó mấy bạn. Ra nắng là nó chói lên vậy đó. Đây. Rồi, đây là con cá mái rất là sung luôn các bạn. Để mình cận cảnh cho mấy bạn coi nè. Nói chung là điện thoại mình cùi quá, quay mờ quá. Nhưng mà con cá mái nó rất là to nha mấy bạn. Con tay của mình nè. Đây con cá mái nè. Nói chung là nó chói quá, cái quay không có đẹp. Để con tay vô cho nó rõ liền. Rồi, tạm. Rồi đó, đó chính là con cá mái của mình nè mấy bạn. Đó, lên tay bơi vàng cực đẹp luôn. Đó là lý do tại sao mà hai cặp cá vừa rồi trong video trước rất là đẹp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.